khán giả của kênh Chi Tinh Dừa, hôm nay Chi Tinh Dừa đang ở nhà Bình Chánh. Hôm nay là ngày 6 tháng 11/2020. Thì Chi Tinh lại vừa nhận thêm được một cái tin vui từ à, YouTube nên muốn chia sẻ với cả nhà. Đây là cái đây Là giống như hôm trước mình có nói nếu mà anh chị theo dõi video trước đó, thì cái tính năng mà phát trực tiếp trực tiếp trực tiếp nha là đã được trên kênh mình đã được bật thì cái điều kiện để mà bật cái tính năng này thì mình phải đạt một uh, ngàn lượt đăng ký và một ngàn hơn 1 ngàn nha nó tại vì YouTube nó thống kê hơi trễ và thì, mặc dù mình đạt uh, hơn 1 ngàn lượt đăng ký rồi nhưng mà mình uh, phải tới hôm nay mình mới bắt đầu mình mới uh, được cái tính năng phát trực tuyến này đó thì dọc cũng giống như cái lượt view cũng vậy lâu lâu bị trừ view view nó mặc dù mình thấy view rất là nhiều nhưng mà thực ra nó nó trừ bớt tổng kê uh, tại vì uh, YouTube đó, nó thống kê thống kê thì nó chỉ tương đối thôi đó rồi bây giờ mình sẽ mọi người đang xem hả à, có hai bạn đang xem nè chào à, hai bạn đang xem à, nhớ vô tương tác mình nhân tại kênh mình còn nhỏ thì à, à, có tương tác thì mình sẽ chào hết tất cả mọi người luôn nha đó. rồi giống như đây này nè đi điều kiện nè giống như này một cái kênh mới nè một kênh mới chưa có lượt đăng ký gì hết thì khi mà vô phát trực tiếp thì nó sẽ báo như thế này đó thì cái mục đích mục đích là mình làm cái video này á à, là mình muốn hướng dẫn mọi người ba cách để mà tăng à, 1.000 lượt đăng ký và à, 400 giờ xem để bật kiếm tiền Ok chào à, từ đen channel nha chào từ đen channel mình thấy các bạn rồi đó à, thì à, đó mình tiếp tục câu chuyện ha tức là để mà cách mà tăng 1.000 À, đăng ký và 4.000 giờ xem đó là có 3 cách thì cái cách đầu tiên là mình đang uh, hướng dẫn mọi người nè là phải uh, dành cho những cái bạn á, mà đã có 1.000 lượt đăng ký rồi nhưng mà chưa có đủ giờ xem tại vì mình thấy uh, có rất nhiều có rất nhiều bạn uh, có rất nhiều bạn inbox mình là nói ôi anh ơi giờ kênh của em á, thì lượt đăng ký thì đã trên uh, 1.000 nhiều rồi nhưng mà cái giờ xem nó khó quá thì ngay cả bản thân mình đi mình cũng thấy vậy nữa mình cũng thấy là nó khó thật tại vì đây mình mở smart nói thì phải có bằng chứng dẫn chứng cho mọi người coi để mọi người dễ hiểu ha ở đây thì ngay cái phần mà kiếm tiền đây ngay cái bản thân mình cái kênh của mình thì được tạo từ ngày 11 ngày 11 nhưng mà hiện tại là chỉ mới có cái 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 người đăng ký thì đã đạt hổng rài rồi nhưng mà cái lượt giờ xem là rất là khó bản thân mình ra cái video liên tục đều đặn luôn nhưng mà cái giờ xem nó vẫn chưa đạt được. Nói chung là nó nó khó chứ không phải là cái giờ xem này nó 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 khó hơn là cái lượt đăng ký. Đó nên mình mới làm video này, mình sắp đạt được cái cái mốc đó là tính ra nếu mà hôm nay thì 12 đó 10 11 thì cũng chưa đầy khoảng 20 khoảng hai mươi mấy ngày á thì cái kênh mình cũng gần đạt được. Đây là một cái kênh mới sau khi mà mình đi học lớp của thầy Khương Dừa về thì mình mới uh, làm thì uh, nó nó còn gặp nhiều uh, uh, mình mình sẽ chia sẻ những cái gì mà mình uh, uh, trải qua và mình làm được và mình sẽ hướng dẫn lại để cho chia sẻ cùng uh, anh em cộng đồng ha đó rồi ở đây ở đây mình phải mình xô một cái kênh nữa mỗi kênh này đây cái kênh này đã bật kiếm tiền đã có tiền rồi đây là cái kênh trước đó của mình nữa tại vì mình làm cái này thì cũng uh, tương đối cái thời gian cũng tương đối rồi đó này là đã kênh đã bật kiếm tiền đã bật kiếm tiền nè nếu mà mọi người nếu mà ai đã làm qua thì sẽ thấy nè đó thì nó sẽ đòi hỏi là thiết lập Google Adsense nè thiết lập Google Adsense để mà tại vì mình chưa có thiết lập tại vì mình thấy cái cái phần mà à, cái này là kênh về bán cái giải pháp marketing online của mình cái thấy cái khung nhập thì nó cũng uh, uh, chưa có tại vì ngưỡng là 100 đô thì bắt đầu mình mới rút tiền này về được nên mình cũng chưa có nhập cái mã À, mã pin về vô đây để mình uh, mình nhận đó thì xíu nữa mình sẽ nói về cái phần lỗi này cho mọi người coi là cái 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 phần này tại sao lại có cái phần này nè đó thì bây giờ mình sẽ trở lại cái vấn đề uh, chính đi để mình đi uh, hơi bị lạc đề mình nói uh, vòng vòng tí ha rồi 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 chào uh, chị Liên Nguyễn Hơm nha chào Liên Nguyễn Hơm để mình chào cái nha bây mình chào uh, cả nhà video vui vẻ à, đây Đây là một cái cách tương tác là cái cách đầu tiên á, mình muốn gửi cho mọi người á à, là cái cách đầu tiên là mình phải à, phát video trực tiếp mà cách đó để làm như thế nào đây ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cái kênh để mà mình phát cho mọi người coi nè đây, mình sẽ à, vô cái kênh mình sẽ hướng dẫn cách một nè vô cách một đầu tiên đi rồi cái kênh của mình giống như nãy mình mới nói là kênh này đã được 2 mươi 2,5.000 người đăng ký thì đã đủ điều kiện để mà phát trực tiếp đó thì bây giờ mình sẽ à, vô mình chọn cái phần mà ở đây phần cái cái camera ở đây rồi xong mình nhấn nút phát trực tiếp nè đó đó thì nó sẽ lót lên nó sẽ nó sẽ lót lên cái uh, giao diện để mà phát trực tiếp đây ha rồi em sẽ quay cái camera lại nha rồi ok ok rồi thì mình sẽ nhập cái nội dung ở đây cái nội dung ở đây thì nó sẽ lấy cái mặc định là có một cái video uh, hướng dẫn như nè này mình uh, đã xét mặc định rồi thì chi tiết nâng cao hơn thì mình sẽ hướng dẫn ở video sau tại video này mình chỉ nói những cách mình làm mà nhanh gọn lẹ nhất đó à, rồi thì bây giờ mình sẽ chọn cho nó vị trí à, chọn nó vị trí rồi chọn là uh, video này không có dành cho trẻ em ha đây không có dành cho trẻ em là ok rồi xong rồi đầu mình mình có thể tiếp tục mình phát được bây giờ mình thử phát lâu quá mình cũng không bây giờ mình cũng uh, lo xây dựng cái vlog nên mình chưa có phát bây giờ mình phát thử video ha rồi đó mình sẽ bấm nút phát nè đó nó sẽ chụp cái, cái hình đầu tiên nè đó nó lấy cái hình đầu tiên đó rồi xong rồi nó sẽ hiện cái chữ phát lên đó tức là đầu tiên nó sẽ chụp hình cho mình để nó lấy cái hình đầu tiên nó phát là bây giờ mình bấm phát trực tiếp là đây phát trực tiếp đây rồi cái câu chào quen thuộc của mình trên trên kênh uh, tuin auto Social của mình á là hi uh, hey, xin chào năm uh, k anh chị em đã quay trở lại với kênh tuin auto Social" lâu quá mình không có tương tác với anh em tại vì bữa giờ mình làm uh, vlog về cái uh, uh, vlog chí xịt trên dừa nên mình uh, lâu quá mình không có tương tác với anh em đó mình đang tương tác trên này nè ha à. thì mong là anh em tiếp tục ủng hộ cho cái uh, tour nào tôi cũng như là chí thị trên dừa nha đó à. ừ. mình phát mình có thể tương tác trực tiếp nè ví dụ như là có uh, ai nhắn tin hay là uh, ai nhắn tin hay gì đây là mình sẽ tương tác trực tiếp ở đây Tớp uh, trò chuyện trực tuyến nè nếu mà có ai á thì sẽ đó thì bởi vì cái phát trực tiếp này cái phát trực tiếp này thì nó rất là nó rất là hay và hữu ích là nó giúp cho mình tăng lượng tương tác giống như một cái ví dụ cụ thể như là đây mình để cái cái này đây đi à, mình để cái này đây đi rồi à, mình sẽ để vô cái cây cây này đi ha cây mình có rất nhiều cây ở đây rồi ok rồi ok rồi mình lấy cái ví dụ nè mình lấy cái ví dụ mình lấy cái ví dụ đây. Cảm ơn chị Liên đã ủng hộ nha. À, cảm ơn chị Liên đã ủng hộ. rồi comment quá trời luôn. Mọi người ai đang xem thì uh, nhớ vô tương tác comment nha để mà mình uh, uh, có động lực mình chia sẻ và mình làm thêm nhiều video khác để mà uh, hỗ trợ cộng đồng hơn nữa nha. Đó. Thì uh, ở đây cái dẫn chứng cụ thể như là hôm qua mình có thử nghiệm và mình thấy ok nên mình mới chia sẻ lên cho cộng đồng thôi. Thì ở đây uh, Đây cái video trực tiếp. Rồi. Đây, cái video trực tiếp. Đây. đây, cái video trực tiếp. đây. À, một video tải lên thông thường nè, khi một video tải lên thông thường thì cái lượt view nè, cái lượt view nó không có bằng những cái video trực tiếp. Cái video trực tiếp thì chỉ đơn giản thôi. Video trực tiếp đây nè, là như là trực tiếp kết quả mình cứ để máy mình để một cái hình đơn giản vậy thôi nè. Trực tiếp kết quả bầu cử tổng phóng Chum nè, có đến 336 lượt xem nè. là chỉ đơn giản vậy thôi nè. Đó. Chỉ đơn giản là mình để cái máy vậy thôi nè, đó. không? Để cái máy. Đó. Để cái máy trực tiếp kết quả cho mọi người xem thôi, 16 giờ trước nè. 16 giờ trước nè. Đó. Đó, đây là một cái ví dụ cho mọi người thấy là mình phải uh, uh, phát trực tiếp nên phát trực tiếp đi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mình sẽ nói tới cái Khứa uh, uh, hàng ha. Cái hai là đây uh, cái vấn đề cái cách số hai cách đầu tiên là phát trực tiếp đúng không rồi cách số hai mình sẽ nói tới cái cách mà uh, lòng uh, lòng ghép cái trend lòng ghép cái trend vào trong cái cái trực tiếp uh, cái trực tiếp đó luôn rồi giống như mình hôm qua mình uh, lòng ghép cái việc mà bầu cử tổng thống mỹ á, tại vì hôm qua là mình lướt uh, trên facebook uh, hoặc là lướt như youtube mình cũng thấy uh, những cái thông tin về cứ đăng về tổng thống Uh, mỹ uh, cứ kết quả bầu cử này kia nữa thì mình thấy cái đó là một cái trend đó thì uh, mình bắt đầu mình uh, mình đưa lòng ghép cái trend đó vào cái phần trực tiếp hoặc là đưa vào video mình luôn trend này không nhất thiết là phải trực tiếp nha trend này có thể là đưa vào vi video của mình như là hôm trước mình làm về một cái trend về ủng hộ uh, miền trung ủng hộ miền trung thì cũng uh, uh, cái này là ủng hộ thật chứ không phải là làm giả nha nhưng mà làm cái trend về ủng hộ miền trung thì mình thấy cũng khá là nhiều uh, anh chị quan tâm đó thì mình cái thứ hai là mình muốn khuyên anh chị là nên lồng ghép cái trend vào trong cái uh, uh, video và vào trong cái phát trực tiếp uh, phát trực tiếp như thế này đó cách để mà lồng ghép cái trend thì mình sẽ ở đây có cái google xu hướng ấy, thì mình sẽ đính kèm cái này dưới cho mọi người nè Đây có cái google uh, trend google á đây thì cái trang này mình sẽ đến kèm ở dưới video cho mọi người đó thì giống như này ios 14 là giống như những người đang làm công nghệ thì rất là quan tâm nè hoặc là tin về bitcoin hoặc là tin về uh, tổng thống này putin như là tổng thống uh, cụ tổng thống nghe cụ tổng thống nghe đó quần đảo hoàng sa trường sa hoặc là đây Hunter biden là tổng thống uh, uh, con trai con trai của đó tập cận bình hoặc là vua bánh mì đó thì những cái quan tâm thì mình sẽ vô đây mình coi đô la trung rồi ha kết quả nè rất là nhiều người quan tâm kết quả bầu cử tổng thống mỹ nè đó mình sẽ vô đây mình mình coi like bầu cử tổng thống mỹ chẳng hạn vậy đó đó thì mình sẽ đến kèm ở dưới cho mọi người coi và mọi người phải lồng à, à, lòng ghép những cái trend này vô những cái video của mình đang có để mà mình à, tăng thêm cái giờ xem tại vì mình bắt theo trend á thì thí à, ví dụ người ta được một trăm ngàn view hai trăm ngàn view một à, một triệu view đi thì mình bắt những cái trên này thì mình sẽ được ví dụ như mình được vài trăm view hoặc là cao cao hơn mình được vài ngàn view cũng cũng ok là mình tăng được một cái phần giờ xem của mình rồi đó thì mình ngại gì mà mình không có không có bắt trend tại vì khi mà kênh của mình á kênh của mình phải vượt qua được cái ngưỡng này phải vượt qua được cái ngưỡng là một người đăng ký một người đăng ký thì mình thấy anh em là nhẹ nhàng còn như mà bốn giờ xem thì ngay cả mình đây mình làm đã bắt trend rồi nhưng mà uh, nó vướng phải còn nhiều vấn đề để mà tăng cái giờ xem này rất là khó đó nên mình bắt buộc là bây giờ mình phải lồng ghép những cái trend vào và sau khi mà mình đạt đủ cái điều kiện á uh, bật kiếm tiền trên youtube á là được uh, là mình sẽ uh, định hướng lại cái kênh của mình và sau đó mình sẽ định hướng lại cái kênh của mình tại vì có rất nhiều câu hỏi của anh chị đặt ra là làm sao để vào nét đi vào nét nào tốt nhất thì mình khoan hở cái vấn đề nét đi tại vì đầu tiên phải vượt cái ngưỡng này trước tức là đầu tiên nè đầu tiên là mình muốn là Uh, vào net thì mình phải bật kiếm tiền và muốn bật kiếm tiền thì mình phải đạt là một ngàn lượt đăng ký và bốn ngàn giờ xem đó là mình phải vượt từng ngưỡng từng ngưỡng giống như mình tại sao mình quay lại cái hành trình làm youtube của mình giống như bữa hỏi mình một ngàn lượt đăng ký mình lại ăn mừng thứ nhất thứ hai mình lại làm thêm một cái video mà được đăng lên tab cộng đồng đăng tác cộng đồng thì nó cũng có kéo tương tác luôn nha mọi người nếu mà mọi người quan tâm thì có thể xem là cái video mà hướng dẫn đăng vô tab cộng đồng ở trên kênh youtube của mình á À, có thể vô theo dõi và đăng ký kênh của mình youtube mọi người có thể tìm là chí xịt tiên dừa đã lên nè giống như mình Đấy. chí xịt tiên dừa và nó sẽ lên mọi người có thể uh, theo dõi video trong đây này ở đây có cái phần video về hội dụng quy triệu view hoặc là hội dụng quy triệu view là nói vấn đề khác còn năng tốc cộng đồng đó, mọi người có thể tìm kiếm ở trong kênh của mình đăng ký theo dõi tìm kiếm ha à ok cái câu hỏi của bạn này mình thấy cái câu hỏi đây. À, cái trend á thì nãy mình có nói rồi. Cái trend thì nãy mình có nói rồi vào cái trang nào để tìm kiếm. Thì à, mình mới vừa xô xong thì và mình sẽ đính kèm cái uh, video, mình sẽ đính kèm cái uh, cái link ở dưới cho mọi người, mọi người có thể click vào cái link video này để mọi người coi. Một tí nữa sau khi phát trực tiếp xong á thì mình sẽ đính kèm cho mọi người. Cảm ơn câu hỏi của Tư Đen Channel nha. À, các bạn cứ mạnh dạng tương tác đi thì mình biết cái gì mình sẽ hỗ trợ cái đó hoặc là các bạn cứ chia sẻ Thì đóng góp thì mình sẽ uh, góp nhặt lại tức là mình sẽ tổng hợp lại những cái kiến thức mà tại vì học học nữa không mãi mà chứ phải là mình có thể học người thầy như thầy khương dừa hoặc là mình học của uh, anh thám tử bữa nay đi học của anh thám tử hoặc đi học của những kênh khác những cái uh, anh chị khác trong trong lớp hoặc là ngoài lớp nói chung mình cứ giao lưu mình cứ học hỏi tinh thần là vậy thì mình sẽ mình có những kiến thức mới 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 tại vì công nghệ mà, công nghệ thì nó liên tục. Đó thì mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó rồi mình sẽ phát triển mở rộng thêm khi mà những cái góp ý của anh em ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ uh, đi theo cái Đây mình sẽ đạt được hai cái mốc đúng không? Rồi một cách hai cách ăn theo trend nè, ăn theo trend cách làm nội dung, cách làm nội dung. Thì uh, cách làm nội dung là uh, um, hồi nãy giờ hai cách rồi cách thứ ba là mình sẽ tập trung vào cái phần uh, nội dung nội dung của mình thì mình sẽ làm uh, uh, những cái vui tươi tại vì kênh của mình mới mà mình đừng có làm những có nhiều bạn bóc cho mình nói là uh, khi mà em làm nhạc làm phim em bị bóng quyền quá bây giờ chưa có lượt xem chưa có người đăng ký gì hết trơn mà sao mà uh, sao mà đủ bật kiếm tiền sao mà vô nét anh đó thì các bạn phải hạn chế tại giật các bạn chủ đề về phim nhạc thì rất là hay nhưng mà kênh của mình phải vượt qua được cái ngưỡng là phải bật được kiếm tiền và phải điều kiện tiên quyết để mà làm những cái kênh như vậy là phải vào nét tham gia network tham gia network thì mới mới giàu được thì mấy ờ uh, 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 mới làm được những cái chủ đề như vậy mình mình cũng thích nhạc phim nhưng mà bây giờ mình phải uh, làm vlog để mình uh, đạt đủ cái số lượng của youtube quy định á thì bắt đầu mình mới làm những vấn đề như là nhạc phim hoặc là trẻ em nè tâm linh nè đó những cái vấn đề đó hờ cúng như đó. đó. thì mình phải bắt buộc những cái đó là phải là vô nét nha còn những cái mà như là làm vlog không thường cuộc sống uh, hàng ngày đời thường á thì mình cũng uh, không uh, cũng không cần vào nét lắm đâu đó thì đó là theo quan điểm của mình còn nếu mà có điều kiện thì mình nên vào nét mình ăn chia thì mình được hỗ trợ về uh, social mạng xã hội những cái chia sẻ lên những cái mạng xã hội hoặc là hỗ trợ phòng quay máy quay còn riêng mình là dân Uh, hỗ trợ dân những cái sô sò đó thì mình có thể tự làm được mình không nhất thiết mình ha, phải tham gia nét đó thì riêng đối với mình là vậy thôi uh, à cảm ơn uh, chào điệp uh, <laughs> bobo vlog à tại vì mình là câu hỏi là sao có nhiều laptop vậy tại vì mình là làm về uh, cũng sô sò công nghệ á thì nên nhà mình uh, có nhiều laptop và có nhiều điện thoại luôn nha cảm ơn câu hỏi mà đặt ra nhưng mà khi làm video mình phải nhớ tránh những bài nhạc bản quyền nếu không sẽ bị uh, tắt à uh, đúng đúng rồi chào anh uh, Minh Quang Nguyễn nha đó uh, video mình phải tránh những bài nhạc bản quyền đúng rồi cái này là chính xác luôn anh ơi uh, chào anh Minh Quang Nguyễn thì mình uh, làm về YouTube á, thì mình phải uh, uh, tránh những cái bài nhạc bản quyền ra bản thân em đi khi mà em quay những cái clip với xịtin uh, đen đi thì có những cái bài mà tin hát uh, nhép theo mà theo cái lời của người ta luôn thì thì uh, nhiều khi còn bị đánh bản quyền nữa mà chứ đừng nói là mình uh, mình lòng bài nhạc của người ta hoặc là mình tiệm đàn lại cũng dính bản quyền luôn cái vấn đề bản quyền đó thì mình cần phải vô những mình làm nhạc á bắt buộc là phải vô nét tại vì nét nó sẽ bảo okay kê cho mình và nó có cho mình cái kho hư viện nhạc kho hư viện nhạc để mình uh, uh, làm có kho hư viện nhạc á là mình có thể lấy những cái bản quyền ở trên tại vì net đã mua bản quyền và sẽ bảo kê cho mình đó nên bắt buộc là làm nhạc là phải phải uh, phải làm phải vô net nha đó thì nội dung là nãy mình nói là mình uh, giống như kênh của mình đi kênh mình thì mình chia sẻ những cái về uh, chủ đề vui tươi những cái uh, độc lạ đó mình phải xây cái nội dung cái cách làm cuối cùng đó, mình phải, uh, là mình phải định hướng lại mình xây cái nội dung cho nó hấp dẫn vào và video của mình thì làm ngắn ngắn thôi video phát trực tiếp thì mình mang tính tương tác cao nên mình có thể làm dài được giống như mà em đang phát em đang tương tác trực tiếp thì có nhiều anh chị đặt câu hỏi vào thì em có thể em làm dài dài gan tí nhưng mà video cố gắng cố gắng giống như em bản thân em mà em còn dính em còn dính cái vụ mà video nha video dài đây đó rồi không biết là cả nhà còn câu hỏi gì cả nhà đang xem mình có câu hỏi gì thì đặt cho mình đi rồi uh, chắc mình kết thúc video đây còn chia sẻ sau thì mình chia sẻ uh, uh, thêm nữa ha chia sẻ sau nữa uh. Uh, mình uh, trong thời gian chờ đợi anh em có câu hỏi gì thêm đó, thì mình sẽ tổng kết lại ba uh, cái vấn đề nãy giờ mình nói ba cái cách ba cái cách để mà tăng một ngàn đăng ký và bốn ngàn giờ xem nha đó uh, mình sẽ tổng kết lại cho những uh, À, đầu tiên đầu tiên là à, cái mình đang làm mình đang trực tiếp tương tác trực tiếp với anh em nãy giờ mình thấy có tương tác nhiều hơn là là mình up một cái video không thường rồi đó là nãy giờ mình thấy là có tương tác của à, chị liên nguyễn hôm nè của à, anh minh quang nguyễn nè rồi à, tư đen channel nè mình thấy có tương tác là mình vui rồi tại kênh mình cũng mới mà à, rồi Điệp à, của Điệp à, bobo vlog nè vlog của s nè nó làm chắc nhiều lắm có s này chắc làm nhiều lắm nè s là số nhiều nè đó rồi thì mình sẽ tổng kết lại nha cảm ơn uh, chị đúng không là một là phát trực tiếp đó để mà tương tác qua lại để mà tăng cái uh, uh, nhận diện kênh hoặc là tăng tương tác rồi hai là uh, hai là mình sẽ làm về cái uh, uh, heo trend làm heo trend lồng ghép vào trực đó. cái trend đó sẽ nằm ở giữa cái trend này nó sẽ lồng ghép vô trực tiếp là cái đầu tiên nè và cái thứ ba là mình xây lại cái nội dung cho nó ngón gọn xúc tích và vui tươi hài hước và độc lạ hoặc là những cái trô những cái uh, cuộc sống đời thường mà những gì độc lạ mình đưa vô để mình tăng cái lượt uh, view tăng lượt đăng ký đó thì cũng lồng cái trend vào đây luôn tức là cái trend nằm giữa cái trend sẽ lồng bên trực tiếp nè cái trend sẽ lồng bên video nè để mình tăng cái tương tác và kết hợp với cái phần mà cộng đồng cộng đồng là mình khi mà mình kênh mà được ngàn được đăng ký á, thì mình sẽ đăng tắt cộng đồng được luôn Đó. Rồi mình sẽ coi là cái câu hỏi nha coi lại câu hỏi đây Ờ à, của anh đầu tiên mình coi câu hỏi của anh Minh Quang Nguyễn Em học cái này từ hai YouTube lớn mayran TV và mít Tí hiếu emo à Ok à đúng đúng rồi anh đúng rồi cái 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 chia sẻ này đúng mà à, em đâu có nói em nãy em đâu có phản bác cái chia sẻ này ờ uh, của anh minh quang nguyễn nha anh minh nguyễn còn câu hỏi gì thì cứ đặt vô ha rồi tiếp theo là điệp uh, bobo vlog chia sẻ cách làm ảnh thu nhỏ ok cái cách làm ảnh thu nhỏ này cũng là một cái phần để mà quyết định uh, cho cái uh, video á tại vì uh, uh, cái video mà muốn ok là uh, nội dung là đứng hàng thứ nhất nhưng mà uh, khi mà có nội dung rồi thì mình có uh, Upload lên khi mà làm được thành một cái video rồi thì mình up lên thì mình phải biết cách là thứ nhất là đặt tiêu đề thứ hai là làm cái thâm thu nhỏ thì uh, chắc cái này cái thumb thu nhỏ thì cũng phải làm một cái video riêng tại vì nó nó hơi dài tại vì mình phải thao tác như điện thoại mình chuẩn bị nội dung rồi uh, đó, chắc hẹn uh, uh, điệp bô bô uh, điệp bô bô vlog ở video sau tiếp tục theo dõi mình đó chứ không phải là mình không muốn chia sẻ nha tại vì cái video này mình nói về cái hướng dẫn ba cách để mà tăng cái uh, lượng đăng ký và giờ xem không phải gọi là nhanh nhất mình đi đường dài mình đi đường dài đó mình đi đường dài chứ không phải là mình đi theo kiểu tà đạo mình làm những cái uh, clip mà ví dụ như đợt uh, đám tang đồ quay lên mình mình không thích mấy cái đó mình đi theo trend nhưng mà trên chính thống tức là mình uh, những cái người ta đang quan tâm thì mình đưa cho người ta chứ không phải là mình uh, mình theo kiểu là mình làm uh, tà đạo tà đạo thì mình có một cái uh, khác nữa rồi ảnh thu nhỏ kênh mình Anh học hỏi chị yến Tân Tân ok Anh tinh thần học hỏi là uh, tuyệt vời mà đâu có gì đâu thì mình có thể học ở nhiều chỗ nhiều nơi vậy mình không phải là có một người thầy thầy của mình. lớn nhất của mình là, là, là lên trên internet đó, là google Trước khi đó thì mình sẽ đọc sách đồ nhưng mà bây giờ thì cái gì không biết thì cứ lên Google hỏi thôi. Đó thì mỗi người có mọi cách khác nhau thì tùy thôi mình có thể học qua lại cho nhau chứ không có vấn đề gì hết. Rồi, tiếp theo là mình muốn uh, giới thiệu ngắn gọn tới anh em một cái cộng đồng để mà gọi là hỗ trợ cho nhau, uh, chia sẻ giao lưu học hỏi chứ không phải là không phải là anh em lưu ý không phải là cộng đồng tăng view tăng sub nha. Lưu ý, cộng đồng này là cộng đồng hỗ trợ cho nhau thì mình muốn anh em tham gia mình muốn kết nối với anh em làm youtuber đam mê ờ, những anh em làm chưa có view làm chưa có được muốn uh, uh, mình muốn kết nối lại với anh em để mà mình làm thôi đây mình giới thiệu ngắn gọn đây đây giống như tiêu chí có rất nhiều anh em tham gia vào đây và uh, đây là cái cộng đồng là hội youtube chị will mình đặt cái tên cho nó hay hay tí để cho anh em tham gia đây cái tên group nè mình sẽ đến kèm ở dưới mô tả mình sẽ đến kèm cái cái group facebook này ở dưới mô tả hoặc là group zalo ở đây mình thấy cái tinh thần của anh nguyễn quang lâm rất là hay mọi người uh, giao lưu đúng quy tắc là giao lưu tại vì cái tên nè giới thiệu mình có giới thiệu này giao lưu văn hóa khi em ra làm việc nè đó thì cái video cái giới thiệu cho cái này thì mình có trên kênh youtube của mình luôn là hội youtube triệu yêu anh em lên kênh của mình kiếm cái hội youtube hội youtube triệu yêu là sẽ lên bên đây mình sẽ nói sơ sơ thôi mình nói ngắn gọn thôi đó đó thì cái những cái chia sẻ này là dạng như là mình uh, không phải xúc chéo nha đây quan trọng là tương tác video, giao lưu dài dài chứ không phải là theo cái tinh thần của group là vậy chứ không phải là xúc chéo giống như những chàng lan trên thị trường đâu. Tại mình làm mình làm phải uh, mình làm từ cái tâm và cái content, cái content của mình phải uh, uh, chất lượng nói thì nói chứ mình đạt được cái mức mà uh, sau khi mình bật được kiếm tiền rồi á thì mình có thể mình có thể làm uh, sau khi mình bật được kiếm tiền á bạn được kiếm tiền xong thì mình sẽ làm uh, nội dung lại cho nó ok cho nó đàng hoàng chỉnh chu Đó. rồi thì uh, cái uh, cái phần uh, chia sẻ của mình nhắc tới đây uh, mình xin uh, uh, tạm dừng đi nếu mà trong quá trình làm video trực tiếp như thế này thì có gì sơ uh, uh, sót hoặc là có những cái mình uh, chưa có đúng chưa có được uh, hoàn thiện thì mọi người uh, mong mọi người À, đóng góp góp ý cho mình để mình hoàn thiện hơn cái video chia sẻ à, mình là hướng về à, chia sẻ nè hoặc là à, những cái chương trình thiện nguyện thì mình sẽ thường xuyên tham gia thì anh em à, hãy theo dõi kênh của mình đăng ký theo dõi và ấn like để mà ủng hộ mình à, làm thêm nhiều video khác và hay hơn chất lượng hơn nha rồi một lần nữa chúc anh em một cái à, hôm nay cũng gần cuối tuần rồi chúc anh em một cái à, ngày mới tốt lành ô là cuối tuần vui vẻ à, chắc bye bye cả nhà bye 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 cả nhà nha rồi bye chị liên nha bye cả nhà chào hẹp lại cả nhà những video sau